Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với một huấn luyện viên nhí tiếp theo. Cậu bé này là huấn luyện viên cho dòng nhạc dân ca Bắc Bộ. Và vào năm 2015, tức là cách đây 2 năm, lúc đó cậu bé này còn nhỏ xíu thôi. Lúc đó cái bài hát Neo Đậu Bến Quê đã được vào top 5 giải Mai Vàng ở hạng mục là ca khúc dân ca xuất sắc nhất. Tại Nghĩa đang muốn nhắc đến cậu bé Công Quốc. Bao lâu rồi mãi đình xưa làng Việt. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào không gian của một ngôi chùa cổ, mái ngói rêu phong, khói hương trầm mặc, nghi ngút. Và trong cái không gian này, có lẽ chúng ta cần phải lắng lòng, tịnh tâm. Và nếu như được nghe một làn điệu quan họ Bắc Ninh thì còn gì tuyệt vời bằng, với không thưa quý vị. Vì thế ngay bây giờ, mời quý vị hãy lắng nghe bài hát Vào Chùa với tiếng hát của Công Quốc. Thưa quý vị, đó là bé Công Quốc.
Trời ơi hay quá con ơi. Con hát cái bài này xong chú nghĩ vô mà chú nghĩ không dám nói lớn luôn á. Tại vì sợ phá tan cái cảm xúc của mọi người đang trở nên rất là thanh tịnh qua cái bài hát vừa rồi của con. Cảm ơn con rất là nhiều. Một cái cảm xúc thật đẹp. Mời ý kiến từ ban bình luận. Mời chú Đức Huy. Mỗi lần xem Công Quốc hát thì tôi lại thấy là em lại có một vài cái nét mới. Và những cái nét này nó như là một cái người chuyên nghiệp đó. Rồi sau màn diễn rồi về nhà nằm đêm ngủ dậy chợt nhớ ra là cái điều này mình có thể làm thêm để cái phần tới màn trình diễn của mình hay hơn. Thì Công Quốc đã làm được cái điều đó. Chẳng những là hát với hết tất cả tâm hồn, tập trung nhá, từng nốt chính xác, chuẩn, nhấn nhá, hay. Và rồi thì tôi lại mới nhìn lại, tôi để ý một cậu bé mà với cái vầng trán như thế kia thì cái gì mà làm chẳng được. Dạ, con cảm ơn chú. Vầng trán cao, rộng, thông minh, không anh Huy? Dạ, cảm ơn anh Đức Huy. Và thưa quý vị, Công Quốc là huấn luyện viên.